Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Knoxide. Mình sẽ nhận được 10 token có ký hiệu là KXN. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần đi xuống link mô tả dưới video mở tài làm tắt chatbot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Bạn join sau nhớ group trang nha bạn. Ngọc Anh MMO vòng 7 nha. Dự án này khá là tiềm năng. Rồi, các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Sau đó các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Bắt đắp lên. Tiếp tục follow Twitter và Discord. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, các bạn like nè. Các bạn Discord nè. Rồi, bạn bình luận nữa cái luôn đi nha các bạn. Rồi, sau đó bạn bắt đắp lên nè. Đây thì tách này tách làm luôn đi các bạn. Follow minimum nè. Rồi trên minimum nó thì bạn follow nha các bạn. Rồi bạn mới up lên. Tiếp tục follow Liquidwin nè. Up lên nè các bạn. Sau đó follow Edit nè. John xem Kuti like nó cái luôn. Rồi bắt up lên nè các bạn. Rồi bấm nút chat nha các bạn. Rồi bấm verify captcha. Được captcha để đi tiếp nha các bạn. Quy đi kép. Rồi bạn bấm show này đó. Rồi bấm submit đi tên. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lũ username Telegram mình. Thì các bạn nhấp vào ba canh cùng này. Vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi ta rồi sau đó submit đường link profile nha các bạn. Tại tờ mình. Rồi trên tờ Twitter này bạn nhấp ba cánh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Kèo này các bạn có thể chết là ngon nha các bạn. Sau đó submit địa chỉ BNB sở Man Chen Bet 20 trên YouTube của mình. Sau đó chọn tiếp kênh seller. Rồi bạn bấm Don nha bạn. Rồi sau đó bạn muốn về sao tiếp thì cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 10 token có ký hiệu là KNX khoảng 15 đô nè các bạn. Rồi các bạn việc lên dẹp chia sẻ trong bè những thằng đến kiếm token các bạn. Rồi vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.